Vô chơi game trúng hàng giá rẻ nghe mấy chế ơi. Hôm nay em mới về hàng nha, chiều em mới về chiều nay luôn đó. Em có kem body no 1 nè. Rồi tắm trắng. Tẩy tế bào của spa Hàn Quốc nha. Có toàn bộ tắm trắng của no 1 luôn, ấp dầu collagen nữa. Vô đông đông nha mấy chế. Mình chơi game trúng hàng giá rẻ cái mấy chế, em sale mạnh tay cho mấy chế sử dụng luôn nha. Xài rất là im luôn nha. Em sale mạnh tay cho mấy chế luôn. Chế nào trúng game em sẽ sale với giá rất là rẻ luôn cho mấy chế xài nha. Mình vô đông đông đi mấy chế, khoảng 20 người để mình chơi game nha. Vô khoảng 20 người để mình chơi game trúng hàng giá rẻ nha mấy chế. Trúng body no 1 nha, hấp dầu collagen nha. Rồi có cả tắm trắng no 1 nữa. Tẩy tế bào của spa Hàn Quốc nha. Chào Thiên Nhi nha, chào Lan Anh nha. Vô đông đông khoảng 20 người đi mấy chế. Chào Trần Phượng nha. Vô đông đông đi, mình chơi game. Khoảng 20 người đi, mình bắt đầu chơi game. Trúng hàng giá rẻ nha. Chào Phan Tuyến nha. Em sale mạnh tay cho mấy chế xài luôn. Hàng rất là im nha, rất chất lượng luôn. Mấy chế đừng có nhầm tưởng là hàng rẻ thì sẽ không chất lượng, không đâu. Hàng rẻ nhưng mà vẫn chất lượng vẫn không đổi đâu nha. Em bán hàng làm yên tâm luôn. Có dịp đó mấy chế đến tiệm makeup anh giàu của em đi, em sẽ test hàng cho mấy chế xem. Test trực tiếp lên da mấy chế luôn nha. Nói là có sách mách có chứng người ta mới tin. Vô đông đông đi mấy chế. Chào Khởi My nha. Vô đông đông chút nữa đi, mình chơi game nha, mình bắt đầu chơi game nha. Trúng body no 1 nha. Hàng em mới về luôn. Hàng mới đồ. Có bao bì nè, có tem nhãn đàng hoàng luôn nha. Hàng chất lượng là phải vậy đó. Có tem nhãn bao bì luôn, rất là đẹp luôn. Hàng mới về chiều nay luôn. Em sale mạnh tay cho mấy chế xài luôn nha. Trên thị trường Facebook á, một hũ no 1 như thế này là 150.000. Nhưng mà hôm nay chơi game là em sale mạnh tay cho mấy chế luôn. Chế nào trúng game á, em sẽ để với giá là 70.000 nha. 70.000 một hũ thôi nha. Chế nào trúng game em sẽ sale với giá 70.000 nha. Có công dụng làm trắng da ha, làm cho mịn da. Cái này á, là mình xài rất là ok luôn. Không có bị bớt rít nè, không có lỗ vân kem. Khi mình sử dụng cái này á, là mọi người cứ yên tâm là sẽ không nhìn thấy được vân kem trên tay đâu. Mà hoàn toàn tự nhiên như mình không sử dụng kem luôn. Em sẽ mạnh tay cho mấy chế sử dụng luôn nha. Chỉ 70.000 thôi, chế nào trúng game em sẽ để với 70.000 và free ship luôn nha. Có chế nào muốn chơi game không ạ? Comment cho em một chấm nha. Chế nào muốn chơi game comment cho em một chấm nha. Thể lệ cuộc chơi rất là dễ luôn. Game của em là dễ chơi, dễ trúng lắm. Không có giống như những người khác đâu. Cho lấy tờ tiền ra rồi đón số, đón chữ này kia. Trời, tới bao giờ mới trúng được. Thể lệ chơi rất là dễ luôn. Chế nào muốn chơi game trúng hàng thì comment cho em một chấm nha. Đủ 20 người em sẽ sổ game nha. Thể lệ cuộc chơi rất là dễ. Em có một mẫu giấy nha, giấy trắng hoàn toàn nha. Chế nào chơi thì comment cho em một chấm, em sẽ ghi tên vào đây. Đủ 20 người em sẽ sổ game, em bóc, em bỏ vào cái lon này nha. Gấp lại bỏ vào cái lon này và bóc ngẫu nhiên. Ngay người nào thì người đó trúng game nha. Chơi rất là dễ, cơ hội trúng rất là cao luôn, chế nào cũng có cơ hội để trúng hết. Chế nào chơi comment cho em một chấm nha. Comment cho em một chấm đi mấy chế. Đủ 20 người mình sổ game nha. Trúng body no 1. Giá 150k đó, em sale mạnh tay luôn, chỉ 90k, chỉ 70k thôi. 70k thôi nha mấy chế. Hàng mới về luôn nha. Có tem, có bao bì rồi, rất là đẹp luôn. Chế nào muốn chơi game không comment cho em một chấm đi, cho em một chấm đi em biết nè. Em ghi tên vô nha. Rồi, chị Phan Tiến nha.
Em ghi tên chị nha, Phan Tiến nha. Rồi, chào anh Thiên Trần nha. Chế nào muốn chơi game, comment cho em một chấm nha. Rồi, ghi tên là em bỏ vào cái lon này nha. Anh Thiên Trần nha, chào Cát Tiền nha. Dạ, chia sẻ giùm em nha mấy chế. Chia sẻ giùm em nha chị Vinh Tiến. Chia sẻ với chế độ công khai giùm em nha. Chế nào muốn chơi game để trúng hàng giá rẻ thì comment cho em một chấm nha. Đồng thời chia sẻ giùm em chế độ công khai. Khi em sổ game á, chế nào mà trúng được giải thưởng rồi nhưng mà chưa có comment chế độ công khai giùm em là coi như không tính nha. Giá rất là rẻ mà xài rất là ok luôn mấy chế. Rồi ok, cắt tiền nha, ghi tên cắt tiền nha. Rồi cảm ơn anh Thiên nha. Cắt tiền, rồi. Chia sẻ giùm em nha chị Cắt Tiên. Cắt Tiên, cắt tiền gì đó. Chia sẻ giùm em nha, cảm ơn nha. 3 người rồi, mới có 3 người à. 20 người đi mấy chế, 20 người đi, em sổ game. Vô đông đông đi mấy chế. Trên thị trường Facebook là tới 150 nữa mà em sale với giá này là sale rất là mạnh tay luôn đó. Chào Trang Nguyễn nha. Chế nào muốn chơi game để trúng hàng giá rẻ thì comment cho em một chấm nha. Comment cho em một chấm nha mấy chế. Comment cho em một chấm để em biết, để em ghi em bỏ vào cái lon này nha. Một hồi á đủ 20 người sổ game thì em sẽ bốc ngẫu nhiên trúng ngay người nào thì người đó trúng game nha. Mới có 3 người à, không có chơi được. 20 người đi mấy chế. Chia sẻ mạnh mạnh lên giùm em nha. Vô nhiều nhiều đi mấy chế. Chào Văn Thơ Lê nha. Chào Hồng Tươi nha. Vô đông đông đi mấy chế, em sổ game mấy chế. Vô ít như vậy mới có 3 người à. Những người muốn chơi á, người ta chờ lâu tội nghiệp. Body no 1 nha, giá 70k nha mấy chế. Giá 70k thôi, em sale rất là mạnh tay luôn rồi đó. Từ 150k trên giá thị trường Facebook mà chỉ còn có 70k thôi. Hàng này là đang rất hot trên Facebook luôn đó. Mà xài cũng rất là im nữa. Chế nào mà có dịp á, đến với tiệm makeup của em đi, em cho thử trực tiếp trên da luôn. Ok là mang về xài thôi. Chào Xuyên Lê nha. Xuyên Lê Mai Quỳnh Trần. Rồi chào Mai Quỳnh Trần nha. Mọi người muốn chơi game comment cho em một chấm đi. Cho em biết để em ghi tên bỏ vào cái lon này nha. Rồi em bóc ngẫu nhiên nha. 20 người mình mới chơi được nha. Vô đông đông đi mọi người. Để những người khác đợi lâu tội nghiệp. Chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ với chế độ công khai nha mọi người. Body No 1 sale với giá 70k. Rất là rẻ luôn. Chất lượng cũng rất là ok nha. Chỉ 70 ngàn mà cho mượn làn da trắng sáng hoàn hảo thì không còn gì bằng đâu. Một hũ như vậy có thể xài được 1 tháng đó, hơn hoặc là hơn 1 tháng luôn. Chào Hiệp Gà nha. Muốn chơi game thì comment giùm em một chấm nha. Mấy cô, mấy dì, mấy chị muốn chơi game để trúng cái này mang về xài thì rất là ok luôn nha. Còn mấy anh, mấy chú cũng chơi game đi, ủng hộ em.
mang về tặng vợ, tặng bạn gái, tặng mẹ, tặng chị gái, em gái gì cũng được hết. Xài rất là ok luôn, em bao hàng cho xài luôn nha. Em sale mạnh tay luôn, chỉ với giá 70 ngàn thôi. Giá thị trường Facebook là 150 ngàn mà chỉ còn 70 ngàn thôi. Tiết chị một hũ này chỉ 70 ngàn thôi mà có làn da trắng sáng hoàn hảo luôn nha. Chơi game giải trí cũng được, tiền bạc không thành vấn đề đâu, bởi vì em sale mạnh luôn. Không quan trọng tiền bạc đâu. Em free ship luôn mà, 70 ngàn mà free ship luôn. Vô comment giùm em một chấm đi. 20 người mình sổ game. Ê nhỏ chơi game nữa hả? Chơi không? Comment giùm tao một chấm đi cho Nhi. Chị em nào muốn chơi game comment giùm em một chấm nha. Em biết là em ghi tên bỏ vào đây nha. Đủ 20 người em sổ game nha. Chúng với giá rẻ nha, chỉ 70 ngàn thôi nha. Em xem mạnh tay luôn rồi đó. Trời ơi, chỉ có 70 ngàn thôi, để em ra ngoài tội nghiệp em. Em bán cái này đâu có lời bao nhiêu đâu, em free ship luôn rồi. Chủ yếu là buổi tối để cho mọi người thư giãn vui vẻ thôi. Để em ra ngoài tội nghiệp vậy, kiếm chút tiền lời để em mua sữa cho con thôi mà. Chỗ 20 người đi mình số game mấy người mọi người. Vô chia sẻ với chế độ công khai giùm em nha, vô đông đông đi. Chơi game vui mà, có 70 ngàn thôi. Coi như lì xì em Út cũng được. Chơi đi mọi người ơi, vô chơi game mọi người ơi. Chào Hà Thu nha. Sale body normal với giá 70 ngàn nha. Chế nào trúng game em sẽ để lại hũ này với giá 70 ngàn free ship luôn. Không tính ship đâu nha. Game body no 1 với giá là 70 ngàn. Mình chơi game nha, mình chơi game trúng hàng giá rẻ nha. Bây giờ mọi người muốn chơi game á thì comment cho em một chấm đi, rồi em ghi tên lại, em bỏ vào cái lon này nha. Rồi đủ 20 người em sẽ bóc ngẫu nhiên một người ra. Ngay người nào thì người đó trúng game, em sẽ để lại với cái hũ này với giá là 70 ngàn, đồng thời free ship luôn. Một hũ này á, trên thị trường Facebook là tới 150 ngàn nè, nhưng mà em sale mạnh tay cho mọi người xài luôn, chỉ với giá 70 ngàn thôi. Ai trúng game em sẽ sale lại với giá 70 ngàn. Chào Tiên Hồ nha. Chế nào chơi game comment cho em một chấm đi. Chia sẻ với chế độ công khai giùm em nha. Chào Ngọc Trâm giỏi nha. Muốn chơi game comment với em một chấm đi, comment cho em một chấm em biết đi. Hai mươi người mình sổ game nha mọi người. Game này rất là dễ chơi, dễ trúng luôn đó. Có nhiều người em thấy gì đâu mà đem cái tờ tiền ra rồi bắt đón số sao. Trời ơi, đón tới năm đời nào mới trúng nổi. Chào Tóc Tiên nha. Chị em nào trúng game em sẽ sale với giá 70 ngàn, đồng thời free ship nha. Giá thị trường là 150 ngàn nha. Em sale rất là mạnh tay luôn đó, cho mọi người cùng xài nha. Tại vì hàng em mới nhập về, chủ yếu là buổi tối này cho mọi người chơi game vui vẻ thôi. Một hũ này có thể xài đến một tháng hoặc hơn một tháng hơn đó. Tính ra thì mỗi ngày mình chỉ cần mất khoảng 7 ngàn để mình không không tới 7 ngàn. À, một tháng là 30 ngày phải không? Là mỗi ngày mình chỉ mất có mấy ngàn thôi để mình làm đẹp thôi. Mấy ngàn bây giờ làm gì được tròn ơi. 700 đồng. 700 đồng mỗi ngày. Chẳng làm gì được hết. Nhưng mà vẫn có thể làm đẹp được với cái hũ body này. Giá 70 ngàn xài đến một tháng. Trời ơi, có 70 ngàn à mọi người ơi, đừng có tiếc với em, để em ra ngoài tội nghiệp. Comment cho em một chấm đi, mình chơi game nha, buổi tối vui vẻ mà. Để mọi người, để mấy người kia đợi lâu quá kìa. Bây giờ đủ 10 người đi cũng được nữa, 10 người đi em sổ game. 10 người nha, em sổ game. Body no 1, không có ai mà có giá này đâu. Bữa nay tại chơi game mới sale hàng mạnh tay vậy cho mọi người xài đó. Hàng này là rất đang hot luôn á, đang rất hot luôn.
bán được lắm, ở đây em bán chạy lắm, em bán tại tiệm thì nhiều, bán rất là chạy luôn. Chào Lê Nguyễn Thanh Hảo nha. Chơi game đi chị, chơi game trúng nô 1 nè với giá rẻ 70k thôi, em xem mạnh tay luôn đó. Muốn chơi game thì comment giùm em một chấm nha. Chị em nào muốn chơi game comment cho em một chấm nha. Rồi em ghi tên lại nha, bỏ vào cái lon này nha. Đủ 20 người em sẽ bóc ngẫu nhiên một người ra. Ngay người nào thì người đó trúng game nha. Em sẽ sale với giá 70.000. 70.000 hũ body thôi. Hoàn toàn chất lượng nha, hàng em mới nhập về luôn đó. Có bao bì, có nhãn mác đàng hoàng rất là đẹp luôn. Comment cho em một chấm thì mọi người chia sẻ giùm em với chế độ công khai nha. Bảy mươi ngàn thôi mọi người. Chơi game comment giùm em lên một chấm đi. Đủ 20 người mình sổ game. Đủ 20 người mình sổ game đi. Rồi em qua sản phẩm khác nha. Em còn nhiều sản phẩm lắm nè. Còn tấm trắng chanh nè. Tấm trắng phôi đề nô 1 nữa nè. Tấm trắng nô 1 nữa, trà xanh nô 1 nè. Rồi hấp dầu collagen nữa. Rất là nhiều sản phẩm luôn. Mọi người nhanh tay lẹ chân đi để em qua sản phẩm khác. Chỉ 70 ngàn thôi là được một hũ body no 1 rồi. Bảo đảm chất lượng an toàn luôn nha. Hiệu quả không đổi đâu. Tại chơi game em mới xem mạnh tay như vậy đó cho mọi người chơi. Chủ yếu là mình vui thôi. Comment giùm em một chấm đi mọi người. Sao lâu quá vậy? Comment giùm em một chấm đi. Chào Hiếu Phan nha, chào Lan Nguyễn nha. Muốn chơi game chú nô body nô 1 với comment giùm em một chấm nha. Chia sẻ giùm em với chế độ công khai nha. Đủ 20 người rồi em sổ game nha. Giá rất là mềm luôn nha mọi người. Vô đông đông đi mọi người. Vô đông đông mình chơi game đi mọi người. Chơi game kiểu này là buồn lắm luôn nè. Chơi game vui mà sao mọi người tiếc với em quá vậy? Comment giùm em một chấm đi. Nãy giờ được bao nhiêu người ta? Chỉ mới ba người thôi đó. Vô đủ 10 người đi, 10 người đi em sổ game. 10 người em sổ game. Vô chúng body nô 1 đi mấy chị. Em sale mạnh tay luôn nha, từ 150.000 chỉ còn 70.000 thôi đó. Chị em nào muốn chơi game thì comment giùm em một chấm nha. Đủ 10 người thôi, 10 người em sổ game cho mấy chị. 70.000 nhưng mà free ship luôn. Xài rất là ok luôn. Bây giờ em qua hấp dầu nha. Hấp dầu collagen nha mọi người. Một hũ này với giá 85k nha, 85k. Chị nào trúng game em sẽ để với giá 50k luôn. Hấp dầu collagen. Chất hấp dầu rất là mịn luôn nha. Màu hồng nhạt, rất là thơm nha. Màu dịu nhẹ, dễ chịu lắm. Xài rất là ok luôn nha. Kích cho mình một tóc nè. Rồi làm nuôi dưỡng tóc từ thân tóc cho đến ngọn tóc luôn. Phục hồi được khô sơ chảy ngọn. Chị em nào mà tiếp xúc nhiều với hóa chất như là uống dưỡng nhuộm nhiều quá, thích đi làm đẹp nhiều quá, tóc bị khô sơ, bị rối thì chị em có thể sử dụng hấp dầu như vậy thì nó sẽ kích cho mình được mọc tóc nè, được mềm hóa tóc nè, và không cần phải đi đến salon đâu. Đến salon thì nó chỉ có hiệu quả nhất thời thôi, nó chỉ làm mềm tóc trong cái lúc mà ở thợ người ta làm thôi, nhưng mà khi về nhà thì không ai bảo dám bảo đảm với các chị đâu là tóc nó sẽ mềm mượt hẳn như vậy hoài đâu. Nhưng mà các chị em mình sử dụng cái hàng này của em á, sử dụng hàng ngày, sau mỗi lần gội đầu á, mình để lên tóc mình ủ khoảng 20 đến 30 phút thì sẽ có được một mái tóc mềm mượt nha. Nuôi dưỡng từ trong ra ngoài luôn. Cam đoan với mới chế luôn nha. Cái hàng này á là
Em đang chơi game với mấy chị đó nha, tại vì hồi nãy á, nô 1 mà ít người quá cho nên không có sổ game được. Bây giờ em qua tới hấp dầu luôn. Rồi mấy chị nào muốn chơi game á, để trúng những cái sản phẩm này á, thì comment cho em một chấm đi. Rồi em ghi lại bỏ vào đây, đủ 20 người. Em sẽ bóc ngẫu nhiên ra một người. Ngay người nào thì người đó nó sẽ trúng game nha. Rồi trong hai sản phẩm này mấy chị muốn lấy sản phẩm nào thì em sẽ ship cho mấy chị sản phẩm đó. Là free ship luôn nha. Em sale mạnh cho mấy chị luôn đó. Cái này giá 150k trên thị trường Facebook nha, em sale còn 70k. Còn cái này là hấp dầu collagen nha, hàng độc quyền của tiệm em nha, không có trên thị trường đâu, không có bất cứ ở đâu có hàng này hết. Giá là 65k em bán giá sỉ luôn đó. Nhưng mà bây giờ chơi game là em sale với giá 50k, chị em nào trúng em sẽ sale lại với giá 50k free ship luôn. Mấy chị nào muốn chơi game thì comment giùm em một chấm nha. Em giới thiệu đến các chị ấy, cho các chị biết rõ cái công dụng của từng sản phẩm này nè để các chị ăn. Chị em nào muốn chơi game á, mình comment giùm em một chấm đi. Comment cho em một chấm nha để em biết, em ghi lại nha. Sale với giá rất là rẻ luôn nha mấy chị, nhưng mà rất là hiệu quả luôn nha. Hấp dầu này là hàng độc quyền nha mấy chị, chỉ có tiệm em có thôi nha. Xài rất là mượt tóc luôn nha, ở đây em cũng bán rất là chạy luôn đó. Em sẽ sale lại với giá rẻ cho mấy chị nha, xài nha. Mình xài thử đi. Hiệu quả chất lượng thì ủng hộ em dài dài. Còn nếu như mà không có hiệu quả giống như những gì em nói á, thì các chị có thể trả lại hàng cho em hoàn tiền lại luôn, bảo đảm, hứa. Một hũ hấp dầu này á, mình có thể xài được rất là nhiều lần luôn nha. Chào Thảo nha. Đây em cho mấy chị xem, đựng rất là nhiều hấp dầu luôn nha. Nè, hộp nè, bầu tròn nha, lòng rất là sâu luôn, rất là sâu, lòng đựng được rất là nhiều hấp dầu, mình xài được rất là nhiều lần luôn. Chỉ có 50 ngàn một hũ thôi, em sale với giá rẻ luôn. Giá sỉ nó chỉ có 65 ngàn thôi đó, mà em sale mạnh luôn với giá 50 ngàn luôn, cho mấy chị xài, mấy chị xem cái hiệu quả của cái sản phẩm em như thế nào. Ai chơi game á, thì comment giùm em một chấm đi để em ghi tên đủ 20 người, hoặc 10 người cũng được, 10 người mình sổ game nha, là trúng hai sản phẩm này nha. Nô 1 với giá 70k nha. Rồi hấp dầu collagen thì với giá là 50k nha. Vô chơi game đi mọi người. Chủ yếu buổi tối mình chơi game vui vẻ thôi. Hàng của em rất là rẻ luôn mà lại hiệu quả nữa. Thì mọi người đắn đo suy nghĩ gì nữa. Chủ yếu là mình chơi game vui vẻ thôi. Rồi mọi người comment giùm em một chấm đi, đủ 10 người mình sổ game. Trong hai sản phẩm này á, mấy chị em muốn lấy loại nào cũng được, em ship đến tận nơi cho mọi người nha. Hấp dầu collagen hàng độc quyền luôn nha, không có ở trên thị trường đâu, nhưng mà em đảm bảo là uy tín chất lượng luôn nha. Bởi vì cái hàng này á, là em có bán rồi, khách cũng phản hồi với em rồi, là xài rất là im, rất là ok luôn, rất là mượt tóc luôn nha. Nhất là những tóc mà uống nhiều đó, uống với nhộm nhiều là nó bị khô, cực kỳ khô luôn, rất là rối luôn. Nhưng mà các chị sử dụng cái hàng này bên em á, nó sẽ làm cho mềm hóa tóc, mình không cần phải đi tiệm luôn. Một lần mềm hóa tóc ở tiệm á, cái tiệm nào mà ăn rẻ ít nhất là cũng phải 120 ngàn, giá rẻ nhất với nhau 120 ngàn một lần mềm hóa tóc như vậy đó. Còn những tiệm salon lớn á, thì nó ăn khác nữa thì em không biết. Nhưng mà đến với cái sản phẩm này chỉ có 50 ngàn thôi là mấy chị có được cái mái tóc mềm mượt trở lại rồi. Xài cũng rất là đơn giản nữa, không cần phải mất quá nhiều thời gian mình đến salon chi cho mất công. Chào Như Tiên Phạm nha. Comment giùm em một chấm đi mọi người, để em sổ game mọi người. Sổ game trúng hai sản phẩm này nha mọi người. Comment giùm em một chấm đi. Chỉ mới có ba người thôi. Comment giùm em một chấm đi. Đủ mọi người mình sổ game. Giá rất là rẻ luôn, xài rất là ok. Hàng chất lượng mà giá rẻ như vậy á, thì mọi người tiếc với em làm gì?
Vô chơi game đi mọi người, vô đông đông đi mọi người. Chia sẻ giùm em với chế độ công khai nha. Mình chơi game trúng hàng giá rẻ nha mọi người. Body No 1 150k, em sale còn 70k. Hấp dầu collagen phục hồi tóc 65k giá sỉ nha, hàng độc quyền bên tiệm em nha. Em sale với giá 50k luôn. Chế nào trúng game là em giao liền tay luôn nha. Vô đông đông đi mọi người, vô đông đông mình chơi game. Chắc ban ngày mọi người làm việc mệt quá nè, cho nên tối thì ngủ hết á vậy rồi. Vô đông đông đi mọi người, comment giùm em một chấm đi, đủ mọi người mình sổ game. Có chị nào muốn chơi game không ạ? À? Chơi game thì vô comment giùm em một chấm đi, comment giùm em một chấm đi. Chúng hai sản phẩm này nha mọi người. Comment giùm em một chấm đi. Chào Nguyễn Lợi nha. Các chị em nào muốn chơi game trúng hàng giá rẻ thì comment giùm em một chấm nha. Đủ mọi người đi mình sổ game. Body No 1 với hấp dầu collagen nha mọi người. Body No 1 chỉ còn giá 70k thôi. 70k cho một hũ body như thế này mình có thể xài được tới 1 tháng hoặc là hơn nữa, có thể hơn 1 tháng luôn. Chỉ giá 70k thôi. Giá thị trường Facebook là 150k rồi. Bây giờ là em sale mạnh tay luôn đó, sale rất là mạnh cho mọi người xài luôn đó. Với giá là 70.000 thôi. Hàng này ban rất là thịnh, cũng bán rất là chạy luôn đó. Mọi người không lấy thì uổng lắm. 70.000 thôi mọi người. Sau livestream này á là không có với giá này đâu. Sau livestream này là em bán giá gốc nha. Em bán giá gốc cho thị trường luôn đó. Vô đông đông đi mọi người. Comment cho em nhiều nhiều vô đi. Đủ 10 người mình sổ game. Từ 20 người mà em hạ giá xuống tới còn 10 người thôi đó. Mọi người ủng hộ em đi. Cảm ơn mọi người nhiều, giá rất là rẻ luôn, xài rất là ok. Em bán cái này á, là không có lời được bao nhiêu đâu. Bán sát giá cho mọi người luôn rồi, chỉ kiếm chút đỉnh tiền lời thôi. Các chị em nào muốn chơi game thì vô comment giùm em nha, comment cho em một chấm nha. Vô đông đông đi mọi người. Chia sẻ giùm em nha, chia sẻ với chế độ công khai giùm em nha. Chia sẻ giùm em với chế độ công khai nha. Vô đông đông đi mọi người. Chị Cát Tiên nè. Cát Tiên hay Cát Tiền nè. Chị còn không chị? Comment cho em biết đi chị. Chị còn xem không? Comment cho em một tiếng đi. Thiên Trần nè. Anh còn đó không? Comment cho em một chấm nha. Chị Phan Tuyến nè. Chị còn đó không? Comment cho em một chấm đi chị. Chị Phan Tuyến. Chị còn xem không? Comment cho em một chấm đi. Bao nhiêu người thì em sổ lấy bao nhiêu. Cát Tiên, Thiên Trần, Phan Tuyến. Mọi người còn ở đó không? Comment cho em một chấm cho em biết đi nào. Ôi trời, buồn mọi người ghê vậy đó. Không ủng hộ em út gì hết trơn à. Em sale mạnh luôn rồi đó. Còn ai vô không ạ? Vô đông đông đi mọi người. Vô đông đông mình chơi game đi mọi người, vui mà. Chào Thắm Phan nha. Vô đông đông mình chơi game đi mọi người. Chúc body No 1 với giá là 70k nha. Giá thị trường Facebook chỉ 150k. Em sale mạnh luôn, chỉ còn 70k thôi. Và hấp dầu collagen phục hồi tóc nha. Hàng độc quyền của bên tiệm em luôn đó.
chỉ với giá là 50k thôi. Chế nào trúng em sẽ để hai sản phẩm này với giá 70k và 50k, đồng thời free ship luôn nha. Vô đông đông đi mọi người, chia sẻ giùm em chế độ công khai nha. Chị Văn Tiến cần nữa đó không chị? Còn comment giùm em một chấm nha chị. Chị Cát Tiên còn ở đó không? Chị comment cho em một chấm luôn. Tiên Trần comment cho em một chấm đi. Mọi người có ai rinh giùm em hai sản phẩm này không? Giá rất là rẻ luôn đó. Em mới nhập hàng về nhưng mà tại chơi game đó nên em sale rẻ cho mọi người xài thôi. Mọi người không có tinh thần vui vẻ gì hết à. Tối chơi game vui mà mọi người đâu mất tiêu hết trơn rồi. Chào Cẩm Thi nha. Chị em nào muốn chơi game comment cho em một chấm đi để em biết nha. Rồi em ghi tên bỏ vào cái lon này, đủ 10 người em sẽ sổ game. Chỉ 10 người thôi là em sổ game rồi. Đủ 10 người em sẽ sổ game nha. Bóc ngẫu nhiên một người nha, ngay người nào thì người đó trúng game nha. Trong hai sản phẩm này thì No 1 em sẽ sell với giá là 70.000. Còn hấp dầu collagen thì em sẽ sell lại với giá 50.000. Trong hai sản phẩm này các chị muốn lấy sản phẩm nào thì lấy. Rồi em đồng thời là em free ship luôn nha. Chào Đỗ Đạt nha. Có chế nào chơi game thì comment cho em một chấm nha. Vô đông đông đi mấy chế, bữa tối vui vẻ mà. Mình chơi game chủ yếu là vui thôi. Hàng thì rất là rẻ luôn mà xài cũng rất là ok nữa. Em bảo đảm là không ai với bán với giá này đâu. Mà sau cái livestream này em cũng không có bán với giá này nữa. Em sẽ bán giá gốc của thị trường luôn nha. Hàng này là hàng độc quyền nha. Em cam đoan là hiệu quả, chất lượng nha. Hấp dầu collagen phục hồi tóc nha. Chào thân Kim Tuyến nha. Dầu collagen phục hồi tóc nha. Em để giá sỉ là 50.000. Sỉ nó đã 65.000 rồi, là rất là rẻ luôn nha. Em vẫn sale với giá 50.000. Chị em nào trúng game em sẽ để lại với giá 50.000, đồng thời free ship luôn nha. Hấp dầu collagen phục hồi tóc xài rất là ok luôn nha. Nuôi dưỡng tóc từ thân đến ngọn luôn nha. Chỗ tao làm ăn mày. Còn làm tiệm luôn Tiến. Lấy hàng này về bán ok lắm nè. Ở đây ta bán rất là chạy luôn nè. Ta có đủ sản phẩm luôn nè Tiến. Body No 1 nha. Hấp dầu collagen nha. Tấm trắng chanh nha. Tấm trắng chanh này xài ok lắm. Chỉ một lần sử dụng thôi là sẽ bật tông đến 50% luôn. Trong lần sử dụng đầu tiên luôn. Xài rất là ok luôn. Khách rất là chuộng. Chọn bộ tắm trắng với kem dưỡng body No 1 nha. Các chị em nào không muốn chơi game em like bán hàng nha. Rồi mọi người cứ xem like đi. Sau live stream này mọi người có muốn đặt hàng thì cứ vô comment cho em. Hoặc là vô inbox cho em nha. Rồi em sẽ giao hàng tận nơi cho mọi người. Khu vực Cái Tắc số 10 Long Thạnh là em free ship nha mọi người. Còn gì tí? Buổi tối tính ngủ mọi người chơi game mà không ai vô hết trơn á. Vô có mấy người rồi bỏ em đi mất tiêu hà. Buồn quá. Trời ơi giá rẻ vậy mà mọi người để em ra hoài. Tội nghiệp ghê vậy đó. Ừ ở đây làm cũng im lắm. Bữa nào ghé tao chơi. Lên tao cho mày thử sản phẩm bên tao nè. Nghe tận tai không bằng thấy tận mắt đâu. Không có ai chơi game nữa là em bắt đầu lái hàng nha mọi người. Có 3 người hả, em không có sổ game được. Mọi người phải vô ít nhất 10 người em mới sổ game được. Giá rẻ như vậy mà mọi người bỏ qua thì uổng lắm.
Không có ai bán cái giá này đâu. Hàng em mới nhập về hồi chiều luôn đó. Các chị em đang muốn chơi game không? Không chơi game em bắt đầu like hàng nha. Rồi mọi người á, cứ việc xem like đi. Rồi có xài sản phẩm nào thì ủng hộ em, inbox cho em. Em giao hàng tận nơi nha. Khu vực cái tắc số 10 Long Thạnh, em free ship luôn nha. Em like cho mọi người tấm trắng chanh của Thái nha. Hồi chiều em có đăng lên một live stream rồi đó, là em test thử trực tiếp lên da cho mọi người xem luôn. Hàng này là hàng của Thái, xài rất là ok luôn nha, trắng lập tức ngay lần xài đầu tiên luôn. Lan Nguyễn, bạn muốn mua body normal hả? Rồi ok Lan Nguyễn nha, để lại cho mình số điện thoại đi Lan Nguyễn. Bạn comment số điện thoại cho mình đi. Cho mình số điện thoại đi Lan Nguyễn. Tấm trắng chanh nha mọi người, hàng của Thái. Ngay lần sử dụng đầu tiên á, thì mọi người sẽ cảm thấy được cái hiệu quả của nó. Bật tông lên tới 50% luôn. 50% luôn đó mọi người. Một chai như thế này á là 140, mình bán với giá là 140 nha mọi người. 140 xài rất là ok. Lần đầu tiên thôi là cảm thấy da mình nó bật tông lên hẳn luôn. Mọi người xài hết chai này á thì cũng đủ để biết là nó trắng như thế nào rồi. Rồi ok Lan Nguyễn nha. Giá 140.000 thôi nha mọi người. Thay vì mọi người muốn trắng á, thì có những người người ta hay đi đến spa. Đến spa thì mỗi lần tắm như vậy á là cũng từ 1 triệu, 1,5 triệu trở lên. Cam đoan với mọi người luôn là ở spa tắm trắng là không có giá rẻ hơn nữa đâu. Từ 1 triệu, 1,5 triệu trở lên. Nhưng mà hiệu quả chất lượng nó thì cũng vậy thôi. Hàng này em cam đoan với mọi người là trắng ngay lập tức luôn. Lần đầu xài đầu tiên thôi, lần xài đầu tiên là cảm thấy nó sẽ trắng lên rồi. Một chai như thế này mọi người xài được rất là nhiều lần luôn. Xài hết chai là mọi người da của mình là được trắng sáng lên như ý mình muốn luôn. Mình không cần phải dưỡng thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Dám cam đoan với mọi người luôn á, không trắng như lần đầu tiên thì trả hàng lại cho em luôn nha, em hoàn tiền lại luôn nha. Các chị em nào có muốn đặt hàng em thì inbox cho em nha. Giá 140 thôi. 140 thôi nha. Có chị em nào ở đây mà mình ở khu vực cái tắc không? Có chị em nào ở khu vực cái tắc inbox cho em đi. Comment cho em nha. Chị em nào ở khu vực cái tắc comment cho em. Chị em nào ở khu vực cái tắc đó, có dịp thì đến với tiệm makeup anh già của em nha. Tiệm tóc anh già của em là nằm ở Thạnh Hòa cái tắc nha. Vừa xuống cầu cái tắc, từ cổng trào, từ đường ngoài Cần Thơ đi vào là vừa qua cầu cái tắc. Nhìn bên trái sẽ có cái bảng để là xã Văn Hóa Thạnh Hòa, mình đi vào cái đường đó, vừa qua xã là tới. Chị em nào có dịp đó, thì đến với tiệm makeup của em đi. Rồi em sẽ test hàng thử cho mấy chị luôn, test trực tiếp lên da mọi người luôn nha. Mọi người sẽ cảm thấy được cái hiệu quả của nó, thấy ok thì mang về xài. Cam đoan với mấy chị luôn, những gì em nói là thật sự 100% nha. Lên tông 50% là có thiệt nha. Chào chúc Linh Phạm nha, chào Ngân Ngọc nha. Tấm trắng chanh nha mọi người, hàng của Thái nha mọi người. 140k, chỉ 140k mà để cho có một làn da đẹp trắng sáng giống như mình đi spa thì quá tuyệt vời rồi, còn gì nữa. Có chị em nào đặt hàng không, inbox cho em liền, comment cho em liền tay đi, comment cho em liền tay nha mọi người. Các chị em nào muốn hàng này không, comment cho em nha.
chỉ 140k thôi. 140k là có một làn da trắng sáng hoàn hảo rồi. Khu vực số 10, cái tắt Long Thạnh là em VIP luôn nha. Rồi, em qua hàng khác nha mấy chị. Mấy chị cứ việc xem like đi, rồi khi nào có muốn đặt hàng gì bên em ấy, thì cứ inbox cho em giao hàng tận nơi luôn. Tẩy tế bào của spa Hàn Quốc nha mọi người. Giá của nó chỉ có 64k thôi, 64k. Chai rất là to luôn nha mọi người. Rất là to luôn, mọi người có thể xài được từ 3 đến 4 tháng luôn đó. Tẩy tế bào spa của Hàn Quốc rất là to luôn nha mọi người. Chị em nào mà muốn có một làn da trắng sáng thì mọi người bước đầu tiên là mình nên loại bỏ tế bào trên da, những tế bào lão hóa, tế bào chết mình sẽ loại bỏ ngay bước đầu tiên, sau đó sử dụng lại giấy tắm trắng để kích trắng, kích cho da mình được mau trắng, và sử dụng đến kem body thì mọi người sẽ có được làn da giống như ý muốn của mình luôn, không phải là mơ ước đâu mà có sự thật luôn. Mọi người nên sử dụng ba sản phẩm này kết hợp thì rất là ok nha mọi người. Em cũng đang sử dụng nữa đó. Da em hồi trước á hay bị dị ứng lắm, xài sản phẩm nào cũng không được trơn á. Nhưng mà khi em bán những cái loại này á là em phải sử dụng trước, em sử dụng trước da em an toàn, không có vấn đề gì hết thì em mới test lên cho mọi người xem, em livestream lên cho mọi người xem để mọi người cảm thấy được cái chất lượng hiệu quả của nó thì mọi người mới tin dùng. Em cũng xài được một thời gian rồi nên em mới livestream lên cho mọi người xem đó, để mọi người biết đến sản phẩm của bên em nha. Da rất là mịn luôn nha mọi người. Hồi đó da em không có đẹp được gì đâu, nhưng bây giờ da rất là mịn luôn. Em sử dụng những sản phẩm mà hồi nãy giờ em đang livestream cho mọi người đó. Em xài sản phẩm nào thì em livestream cho mọi người sản phẩm đó. Bán hàng là mình phải thử trước thì khách mới yên tâm tin dùng nha. Nếu chị em nào mà có dịp á đến tiệm với em á, em sẽ thử trực tiếp bên ngoài luôn. Em bán hàng là nhiệt tình lắm, không có tiếc gì với mọi người hết á. Chào Trần Thi nha, chào Minh Nghĩa nha, chào Quốc Kiệt nha. Hấp dẫu collagen phục hồi tóc, có chị em nào sử dụng không ạ? À? Có chị em nào đặt hàng bên em không? Hàng độc quyền nha mọi chị, nha các chị. Hàng độc quyền nha mọi người. Chỉ có bên tiệm em là có thôi, trên thị trường không ai bán loại này hết. Mà giá cũng rất là rẻ nữa, em bán giá sỉ luôn. Nếu ai mà không lấy ngay đầu tiên thì uổng lắm, tại vì trên thị trường đâu có bán đâu, chỉ có mình on tiệm em bán thôi. Hàng có công thức hẳn hồi nha mọi người, chứ không phải hàng tầm xàm ba láp đâu. Có công thức hẳn hồi luôn, em cũng sử dụng thử rồi, em cảm thấy chất lượng em mới bỏ đưa ra bán. Cũng có phản hồi của khách luôn nha, em hỏi thử phản hồi của khách rồi, rất là ok luôn, rất là mềm mượt luôn nha. Hấp dầu collagen nha, một hũ vậy là 65k, xài được rất là nhiều lần luôn, rất là thơm luôn á mọi người, mùi thơm rất là dịu nhẹ dễ chịu lắm, mùi hương của hoa sen á, rất là thơm. Thành phần của hấp dầu này á là gồm có hấp dầu nè, tinh chất hoa sen nè, rồi chất bóng tóc nè, rồi chất để nuôi dưỡng tóc, mềm mượt tóc, rồi phục hồi tóc, mềm quá tóc nữa. Rất là nhiều thứ, biết bao nhiêu thứ. Có công thức hẳn hồi luôn nha. Không phải là hàng tầm xàm ba láp đâu. Rất là ok luôn. Em làm tiệm tóc mà em cam đoan với mọi người luôn. Mọi người xài cái sản phẩm này á, tóc mà có bị hư bị gì á thì đến với tiệm em đi, em phục hồi lại, em sửa chữa lại cho mọi người luôn, không tính tiền luôn, em cam đoan. Chào Tuyết Nguyễn nha. Hấp dầu collagen nha mọi người. Phục hồi tóc, nuôi dưỡng tóc từ chân tới ngọn luôn nha, từ trong ra ngoài nha. Những tóc khô sơ, chẻ ngọn, bị cháy, khô rác gì đó do tiếp xúc nhiều với hóa chất, uống đổi nhuộm nhiều thì mọi người có thể ủ cái này đến từ 20 đến 30 phút hàng mỗi ngày,
Một tuần nữa mọi người có thể sử dụng đến 3-4 lần cũng được. Sẽ cho mọi người được mái tóc mềm mượt nha. Hàng độc quyền bên em nha mọi người. Bây giờ mọi người không chưa đặt hàng cũng không sao hết, cứ việc xem livestream của em đi. Rồi á, mọi người có xài sản phẩm nào bên em á thì cứ việc inbox cho em sẽ giao hàng tận nơi nha. Hoặc là có dịp thì đến với tiệm em đi. À, bên em cũng có nhiều dịch vụ lắm, được giá cũng rất là mềm nha. Như uống dưỡng nhuộm hay là nail, rồi gội đầu, massage. Các dịch vụ đó giá cũng rất là mềm luôn. Rồi em sẽ cho mọi người test thử các sản phẩm mà em livestream nãy giờ nữa. Em bán hàng nào là em test thử cho mọi người hết luôn. Bên em là có những sản phẩm này nha. Tẩy tế bào của spa Hàn Quốc. Giá 64k nha mọi người. Kem body no 1. Giá 90k nha mọi người. Kem body no 1 ở tiệm em bán là 90k. Em bán ở tiệm là 90k nha. Kem body no 1. Tắm trắng trà xanh no 1 nha mọi người. Tắm trắng trà xanh no 1. Mình có thể xài kết hợp với kem no 1 luôn nha. Rất là tốt nha mọi người. Tắm trắng no 1 thì giá là 55k. Nếu như mọi người mua trọn bộ hai sản phẩm này á thì em sẽ giảm giá cho mọi người chỉ 140k thôi. Là gồm trọn bộ hai sản phẩm này nha, giá 140k. Còn mua lẻ thì hũ này là 90k. Còn cái gói tắm trắng này á là 55k. Tắm trắng trà xanh nha mọi người, tắm trắng chanh nha mọi người, xin lỗi, tắm trắng chanh nha mọi người. Tắm trắng chanh hàng của Thái giá 140k. Em cam đoan với mọi người luôn là trắng ngay lập tức luôn nha. Trắng trong lần sử dụng đầu tiên luôn nha mọi người. Rất là trắng luôn nha. Trà Phương Anh nha. Chỉ 140k thôi. Tắm trắng chanh hàng của Thái nha. Chị em nào có dịp đến với tiệm em đi, em ở Cái Tắc nha mọi người. Chị em nào ở khu vực Cái Tắc á, thì có dịp ghé tiệm em sẽ test thử hàng cho mọi người xem. Cái này là trắng ngay lập tức luôn nha mọi người. Bật tông 50% trong lần sử dụng đầu tiên luôn nha. Giá chỉ 140.000 thôi, mình không cần phải mất nhiều thời gian và tốn kém để đi spa đâu. Đi spa là hàng triệu cho lên thôi, chứ không có giá mà 100 ngoài mà được một làn da trắng giống như vậy đâu nha. Tắm trắng chanh nha mọi người. Hấp dầu collagen nha mọi người. Hấp dầu collagen phục hồi tóc nha. Nhu dưỡng tóc. Nè em cũng sử dụng hấp dầu hàng ngày nè. Tuy là búi cao lên gì rồi á, nhưng mà nó kích mọc tóc á mọi người. Cái bắt đầu tóc con ra quá trời luôn nè. Em buộc cao vậy mà nó bị lĩa chỉa ra. Nhìn giống như con nhím vậy đó. Em mà xả ra là cái đầu em như con sư tử luôn. Rất là nhiều tóc. Hứa mọi người luôn á. Là em xài hàng ngày thường xuyên không nè, có sử dụng rồi thì mới dám đưa lên bán cho khách chứ. Mình bán tào lao bác xế á, mất uy tín lắm. Rồi mai mốt không ai mua nữa. Chào Nghĩa Nguyễn nha. Rủ Út coi livestream của chế nè, rồi Út có xài sản phẩm nào chế gửi xuống cho. Giao hàng tận nhà luôn nha, không cần phải ra bưu điện gì lấy đâu. Nghĩa Nguyễn ơi, bên chị có tắm trắng nha Nghĩa Nguyễn. Tắm trắng chanh nè. Trắng ngay lần tắm đầu tiên luôn nha. Tắm một lần thôi là cảm thấy trắng liền rồi. Mà sử dụng hết chai nè là da trắng lắm luôn á. Cam đoan luôn á nha. Có tẩy tế bào chết đấy nè. Da mà bị lão quá đó. Giống như những người mà từ ba ngoài 40 đó. Mấy cô mấy gì da bị lão quá rồi sử dụng tế bào chết này, mình tẩy loại bỏ những tế bào chết, tế bào hư tổn, sau đó mình sẽ tắm trắng để kích da cho anh được mau trắng hơn. Sau đó sử dụng lại chiếc kem body thì có một làn da rất là ok luôn nha, em cam đoan với mọi người nha. Hấp dầu collagen phục hồi tóc nha. Nuôi dưỡng tóc nha. Kích cho tóc mọc ra nhiều hơn nha mọi người. Nhìn tóc của em là mọi người cũng đủ biết rồi á.
Nè tóc con quá trời tóc con luôn, lẻ chẻ nhóc chân. Em mà xả ra là cái đầu em thấy ghê luôn á. Buổi tối thì không có xả ra cho mọi người coi được, tối thì xả ra nhịn đầu thấy ghê lắm, giống như con ma nữ gì quái gì đó. Còn chị em nào vô nữa không? Bữa nay á tính rủ mọi người chơi game để trúng hàng giá rẻ mà mọi người đã mất tiêu chứ không ủng hộ em gì hết trơn. Chắc tại em ít like á, em cũng ít đăng ở trên Facebook nữa bởi vì mọi người ít biết đến em hay sao á. Còn chị em nào vô nữa không? Vô xem hàng của em đi mấy chế. Bây giờ chưa đặt của em sao? Chị cứ xem hàng của em đi. Rồi mọi người á có muốn đặt hàng á thì cứ inbox cho em nha. Em giao hàng tận nơi nha. Sử dụng thử hàng của em một lần đi sẽ cảm thấy rất là ok luôn. Em thấy được chất lượng của nó là mấy chị khoái em liền. Là cứ inbox cho em mãi luôn đó, em cam đoan luôn đó. Có chị em nào vô nữa không? Không cho em kết thúc like nha. Cũng tối rồi. Chào Trúc Ly nha. Bên em có những sản phẩm này nha Trúc Ly. Tẩy tế bào của Hàn Quốc nha. Kem body no 1 nha. Rồi hấp dầu collagen nè. Tắm trắng chanh. Tắm trắng chanh là cho da mình bật tông lên 50% ngay lần sử dụng đầu tiên luôn nha. Giá rất là rẻ luôn, rất là mềm, chỉ có 140k thôi là có làn da hoàn hảo giống như spa luôn nha. Đi spa thì rất là tốn kém lại mất thời gian nữa. Đâu phải mọi người đi mới có một lần là nó sẽ trắng đâu. Mọi người phải đi nhiều lần mà mỗi lần vậy là rất là tốn kém luôn. Sử dụng tắm trắng chanh của em nó hết một chai thôi là mọi người cảm thấy cái làn da của mình nó thích liền luôn. Tại vì nó đã trắng ngay lần sử dụng đầu tiên rồi. Cream body no 1 nha. Body no 1 bên em á bán với giá chỉ có 90 ngàn thôi. 90 ngàn một hũ như thế này xài được rất nhiều lần luôn nha. Cho mình một làn da trắng sáng hoàn hảo luôn nha. Hấp dầu collagen nha. Hấp dầu collagen kích cho mọc tóc nha. Rồi nuôi dưỡng những tóc bị hư tổn, khô sơ, cháy, chảy ngọn. Tẩy tế bào nha mọi người. Bên em á thì chuyên bán những sản phẩm này. À, mọi người có muốn đặt hàng á thì cứ việc inbox cho em nha. Có chị nào vô nữa không? Không có chị nào vô nữa em kết thúc livestream nha mọi người. Mọi người có muốn ủng hộ em thì cứ xem livestream lại của em nha. Rồi sau đó inbox cho em nha. Em bán hàng rất là ok nha. Rất là nhiệt tình với mọi người luôn. Ở đâu giờ nào em cũng giao hết. Em giao hàng toàn quốc nha mọi người. Nhân với khu vực Cái Tắc số 10 Long Thạnh là em free ship nha. Mấy chế nào ở ba khu vực đó thì được miễn ship hết nha. Còn ai không mẹ? Còn ai vô không? Rủ mọi người chơi game mà mọi người không chịu chơi với em gì hết trơn. Buồn mọi người dễ sợ luôn vậy đó. Không còn ai vô nữa thì em kết thúc livestream cho mọi người. Có ủng hộ em inbox em nha. Cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye. Chị có bán gì em nói. Chị có bán gì nói em nghe. Em hỏi được có chị. Hồi nãy chị nói quá trời luôn đó Nguyễn Nguyễn. Chị livestream nãy giờ mà em. Chị có bán tắm trắng nè, tắm trắng chanh là sử dụng lần đầu tiên thôi là nó sẽ bật tông liền, là da mình sẽ trắng ra đến 50% luôn ngay lần sử dụng đầu tiên thôi. Hồi chiều á chị cũng có test hàng thử rồi đó, vô xem lại giùm chị nha. Tắm trắng nô 1 nữa nha, trọn bộ tắm trắng nô 1 với kem dưỡng da nô 1 nè. Là hai sản phẩm này á, nếu mua cùng một lúc hai sản phẩm á thì với giá là 140 ngàn nha. Còn nếu mua lẻ một hũ này á thì là giá 90 ngàn. Còn cái bịch này á là giá 50 ngàn. Nếu mua hai sản phẩm cùng một lúc thì chị sẽ giảm giá nha. Chị có tẩy tế bào chết nữa nè. Tẩy tế bào chết của Hàn Quốc nha. Và hấp dầu phục hồi tóc nha. Như là tóc mình bị khô sơ chảy ngọn đó,
rồi uống rượu nhộm đồ nhiều, tóc nó bị hư tổn nhiều quá thì sử dụng cái hàng hấp dầu này nè, làm cho tóc mình mềm mượt lại, rồi kích cho mình mọc tóc nhiều hơn. Giống như chị gì nè, chị xài hàng ngày nè, cưng thấy không, tóc chị nó mọc ra quá trời luôn, tóc con không nè, búi cao hết trơn lên gọn một cục luôn gì nè, mà nó vẫn còn tóc con dư ra nữa không. Có xài được cái gì á thì nói Út hoặc là mấy bạn mấy dì mấy chị của cưng đó ủng hộ chị ha. Chào Ngọc Ngân nha. Bên tao có mấy sản phẩm này nè nghe Ngân, có xài thì ủng hộ ha, rồi tao ship lên cho. Ship á thì tao không có mắc mà chịu hết đâu mà lo, yên tâm đi. Chọn bộ combo của No 1 nha, gồm tắm trắng nè, tắm trắng No 1 với kem body. Nếu mày mua hai sản phẩm này cùng một lúc á thì giá là 140 ngàn, còn cái gói tắm trắng này không á thì giá 55 ngàn, body No 1 thì giá nó 90 ngàn nha. Rồi có tẩy tế bào chết spa của Hàn Quốc là giá 64 ngàn nha, chai rất là lớn luôn này ngon, chai rất là to luôn, có thể xài được 3 đến 4 tháng luôn đó. Tắm trắng chanh nè, cái này là bảo đảm, mày mà có xài là mày khoái liền luôn. Tắm trắng chanh nha, mày xài lần đầu tiên thôi, chỉ một lần đầu tiên thôi là nó bật tông da lên, da trắng lên tới 50% lận. Xài hết cái chai này thì mày cũng biết là da mày trắng cỡ nào rồi đó. Hàng ngày là tao bảo đảm với mày luôn á, có dịp mày về đây đi, tao cho mày test thử luôn nha. Có xài á thì ủng hộ ha, hoặc là giới thiệu cho bạn bè dùm nha, tao xếp hàng lên nha. Chào Trinh Trần nha, tắm trắng chanh nha, bật tông ngay lần đầu tiên sử dụng luôn, đến 50% luôn, da mình mà so vô một cái là 50-50 liền luôn á, giá rất là mềm luôn. Đi spa là tốn cả triệu không á, mà đâu phải đi một lần là trắng đâu, đi được rất là nhiều lần luôn, vừa mất thời gian vừa tốn kém nữa. Thay vì bây giờ mình mua một chai này đi, giá chỉ có 140 ngàn thôi mà xài được rất nhiều lần luôn, da mình sẽ bật tông rất là nhanh luôn. Lần đầu tiên thôi đã là 50% rồi thì mấy lần sau nữa là da mình trắng lắm luôn á. Mọi người có xem livestream của em á, nhớ chia sẻ với chế độ công khai giùm em nha, em cảm ơn nha. Chị em nào muốn đặt hàng thì inbox em nha, em giao hàng tận nơi cho mọi người nha mọi người. Khu vực Cái Tắc số 10 Long Thạnh là em free ship hết nha. Thì em có những sản phẩm này nha, mọi người coi xài nào được thì ủng hộ em nha. Hàng của em là đảm bảo chất lượng luôn nha mọi người. Em bán hàng nào á là em sử dụng hàng đó, ok chất lượng là em mới livestream lên cho mọi người để mọi người an tâm sử dụng. Bên em có những sản phẩm này nha, mọi người xài cái nào thì ông inbox ủng hộ em nha. Giá rất là rẻ luôn nha mọi người, giá rất là mềm luôn. No 1 giá chỉ 90k thôi. Hàng mới về nha, có bao bì tem nhãn rất là đẹp luôn, rất là ok luôn. Chất kem cũng rất là mịn, không bị lộ vân kem luôn. Mình xài là giống như da mình không có xài luôn vậy đó, là không bao giờ thấy được cái vân kem đâu, da mình hoàn toàn tự nhiên như vậy luôn nè. Hấp dầu nha, hấp dầu collagen hạt độc quyền của tiệm em nha, chỉ có tiệm em có hàng này thôi, ngoài ra là không ở đâu có cái hàng này hết trơn á, mọi người bỏ qua thì uổng lắm luôn á, tiếc lắm luôn á. Hàng này em bán giá xỉ luôn, tại vì hàng độc quyền mà, cho nên em bán giá rất là rẻ cho mọi người xài luôn, giá chỉ có 65k thôi. Như ai mà uống vũ nhiệm nhiều á, hoặc là tẩy, nhất là tẩy, tẩy là tóc mình rất là hư luôn. Có nhiều người tẩy nhiều quá là hư hết nguyên tóc luôn, nhưng mà sử dụng hàng này nó sẽ giúp mình phục hồi lại tóc nha, kích cho tóc mọc ra nhiều nè, rồi làm mềm mượt tóc nè, nuôi tóc từ sâu thẳm bên trong luôn, nó thẩm thấu được bên từng sợi tóc luôn, sẽ nuôi dưỡng tóc cho mình rất là tốt luôn nha mọi người. Hàng này có công thức hẳn hồi nha, chứ không phải hàng tầm bậy đâu nha, hàng độc quyền có tiệm em luôn á, mọi người có xài được thì ủng hộ em nha. Giá chỉ 65k thôi, hấp dầu collagen nha, No 1 nha, giá 90k nha, tắm trắng chanh nha,
hàng của Thái luôn nha mọi người. Xài rất là ok. Bật tông 50% nha lần sử dụng đầu tiên. Giá nó là 140.000 nha. Khách nào mà có dịp đến với tiệm của em đi, em sẽ test thử cho mọi người xem được cái chất lượng của nó luôn. Em test thử trực tiếp trên da mọi người luôn nha. Đến với tiệm em là thử sản phẩm hết. Em bán sản phẩm này em cho thử hết, thấy ok là cứ mang về xài thôi. Bên em có những sản phẩm này nha, mọi người coi cái nào được có thể ủng hộ em nha, cứ inbox cho em nha, em sẽ giao hàng cho mọi người nha. Còn chị em nào vô không? Không vô em đi kết thúc livestream cho mọi người. Mọi người cứ xem livestream của em có thể xem lại nha, rồi có ủng hộ em á thì inbox cho em nha. Em luôn online mà, tuy là bận lắm, làm tiệm cũng bận lắm, khách ra vô miết hả, nhưng mà cũng dành thời gian nhiều cho khách lắm. Khách mà cứ inbox em đọc là em trả lời liền cho khách luôn đó, không có bỏ khách nào hết á. Thấy em bán hàng vậy chứ lời thì cũng meo lắm, chủ yếu là bán ok cho mọi người xài thôi, kiếm chút đồng lời thôi à. Nhiều khi em đang làm cho khách ở tiệm vậy chứ có ai gọi em đi giao hàng là em phải đi giao liền. Có nhiều khi ngồi like cho mọi người, nhất là buổi trưa hoặc buổi chiều ban ngày là ngồi like cho mọi người, vậy là em còn phải bỏ khách nữa. Tại vì đang like cho mọi người, cái khách lại là mình phải hẹn lại rồi. Chứ để bỏ mọi người để chờ đợi lâu thì cũng tội. Bỏ gì khổ tâm lắm mọi người ơi, được cái này thì mất cái kia hả. Không có làm sao mà toàn diện được trơn á, không có vừa ý khách được đâu. Cho nên mọi người đừng có tiếc gì hết trơn nha, ủng hộ giùm em nha. Em bán hàng rất là ok luôn nha mọi người, giá rất là mềm cho mọi người xài luôn đó. 140 nha mọi người, tấm trắng chanh hàng của Thái nha mọi người. Lần đầu tiên sử dụng thôi là thấy được hiệu quả liền, ngay lập tức luôn, trắng liền tay luôn. Hấp dầu collagen phục hồi tóc nha, giá 65.000 nha. Body No 1 giá 90.000 nha. Chào Nguyễn Nhật Thanh nha. Tẩy tế bào của spa nha. Rồi bên em là trước mắt là có những sản phẩm đó. Mọi người cứ xem livestream của em, rồi có gì ủng hộ em thì inbox cho em nha. Em cảm ơn mọi người nha. Buổi tối vui vẻ nha mọi người. Khi nào em có sản phẩm mới về nữa thì em livestream cho mọi người xem tiếp nha. Cảm ơn mọi người nhiều.